Theo kế hoạch, sáng mai, ngày mùng 2 tháng 12 sẽ diễn ra phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2023 tại phố Trúc, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2023 với quy mô 50 gian hàng trưng bày sản phẩm cam, các loại quả có múi và một số nông sản sản phẩm công nghiệp nông thôn là nghề tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Thời gian diễn ra phiên chợ trong 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Đây là hoạt động được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao cho Sở Công thương tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá nông sản Hưng Yên tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cho người nông dân, nâng cao giá trị nông sản của vùng quê Phú Hiến. Phiên chợ cam cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hưng Yên trao đổi, tiếp nhận góp ý của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.